Xin chào quý vị khán giả đã cùng nhau đến với buổi tọa đàm Làn sóng chuyển dịch sống xanh giữa lòng đô thị cùng chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, gần đây thì chúng ta cũng nghe nhắc rất là nhiều về khái niệm sống xanh, và khi mà Quỳnh Như hỏi về những người bạn của mình thì có rất là nhiều người họ trả lời rằng là sống xanh là chúng ta đến gần hơn với thiên nhiên, rồi cũng có người nói là sống xanh là mình chăm sóc sức khỏe bản thân cho mình tốt hơn từ trong ra ngoài. Và khi mà Như tìm hiểu để hỏi về các chuyên gia thì họ cũng có chia sẻ rằng là phải thỏa mãn được 3 tiêu chí chính là mang đến không khí trong lành nè, chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất, và cuối cùng là lan tỏa tinh thần sống xanh ra cộng đồng. Và không biết là cái vấn đề này nó như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ 3 vị khách mời vô cùng đặc biệt để cùng nhau bàn luận quý vị nhé. Đầu tiên thì Quỳnh Như xin phép được giới thiệu Tiến sĩ Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tinh học và Kinh tế ứng dụng, chuyên gia có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn tài chính và bất động sản. Xin chào Quỳnh Như, xin chào quý vị khán giả. Và bên trái Quỳnh Như đây đó chính là chị Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành của CBI Việt Nam, kiêm trưởng phòng nghiên cứu thị trường, tư vấn phát triển và định giá. Xin chào Quỳnh Như, xin chào quý vị khán giả. Và đại diện của Masterwise Home, nhà phát triển bất động sản hàng hiệu quốc tế tại Việt Nam với hàng loạt dự án bất động sản xanh, Mr. Gibran Bukhari, Giám đốc khối kinh doanh Masterwise Home. Thank you MC, esteemed experts, and thank you everybody at home. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau mở đầu cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, thì chắc hẳn là chúng ta cũng cảm thấy là cái không gian hiện tại cũng rất là xanh khi mà chúng ta đang cùng nhau trò chuyện với rất là nhiều cây xanh ở xung quanh, rồi tạo cảm giác rất là thoải mái và để cho cái câu chuyện chúng ta cũng dễ dàng để mà trò chuyện hơn, đúng không ạ? Vậy thì khi mà nhắc đến chuyển dịch sống xanh, điều đầu tiên mình nghĩ đến cái việc sống xanh là như thế nào? Như xin phép ý kiến của anh Hiển trước nhé. Trước hết, khi nói về tự nhiên, nói về chuyển dịch sống xanh thì đa số họ nghĩ là sẽ dịch chuyển về miền quê gần với thiên nhiên, không gian xanh tươi. Tuy nhiên, cái sống xanh mà chúng ta đang muốn nói tới là làm sao cho chúng ta biến cuộc sống ta ở trong cái đô thị này trở thành một cái cuộc sống xanh, là tiếp cận được thiên nhiên, môi trường, và làm sao cho cái cuộc sống đó từ trong căn nhà của ta nó đã có môi trường xanh và lan tỏa ra cái không gian xung quanh, của môi trường xung quanh, và chính trong cái tinh thần chúng ta cũng là sống xanh và cộng đồng chúng ta cũng sống xanh, thì cái tinh thần thiên nhiên ở trong cái đô thị, trong cái lòng cuộc sống của đô thị, đó là cái mà chúng ta muốn nói tới. Sự dịch chuyển này không chỉ mang ý thức về cái không gian địa lý mà chính trong cái cách sống của mỗi cái gia đình, mỗi con người chúng ta. Và chị Thùy Dung thì chị nghĩ sao về cái khái niệm này ạ? Thực ra là cái quan điểm sống xanh đối với bản thân tôi nó cũng thay đổi theo thời gian. Trước đây có lẽ cũng khoảng chục năm trước đây thì với tôi đơn giản sống xanh là hòa mình với thiên nhiên. Bất kỳ chỗ nào tôi đi, tôi đi du lịch, tôi ở hay là tôi sinh hoạt thì tôi đều muốn được là hòa mình với thiên nhiên để đem lại cái cảm giác thư thái nhất cho bản thân. Nhưng mà càng ngày thì chúng ta cảm thấy rằng là bên cạnh cái khái niệm là được hòa mình với thiên nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng, bản thân tôi nghĩ rằng là sống xanh còn thêm một cái yếu tố nữa, đó là chúng ta phải có trách nhiệm với thiên nhiên. Trách nhiệm với thiên nhiên ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm sao chúng ta gọi là giảm thiểu những cái tác động của chúng ta tới thiên nhiên, hướng tới một cái cuộc sống mà nó, lối sống mà nó bền vững hơn. Làm sao chúng ta có thể gọi là sử dụng các cái vật liệu để chúng ta có thể tái chế, vân vân. Thì tất cả những cái đó thì nó cũng là một cái cách để giúp chúng ta là càng ngày chúng ta gần gũi với thiên nhiên hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta. Thì như vậy thì chúng tôi cũng muốn tựu chung lại cái khái niệm đối với bản thân tôi, đó là được hòa mình với thiên nhiên, và khi sống thì chúng ta có trách nhiệm với thiên nhiên. Và còn ý kiến của ông như thế nào? Peace, serenity, calm, being in touch with the earth, bringing back what we miss in our life, a sense of being attached to Mother Nature. I think being in an oasis where nature is paramount, it's a calming sense. It's a feeling of peace, tranquility. It's an inviting place. It's welcoming. Và chúng ta cũng cảm thấy rằng là gần đây có một cái trào lưu là chúng ta muốn hòa mình với thiên nhiên, như là chị Dung vừa chia sẻ. Cho nên là rất là nhiều người là bỏ phố về rừng nè, rồi lên núi, rồi về biển để có một cái cuộc sống nó chan hòa với thiên nhiên hơn. Tuy nhiên đây không phải là một cái cuộc chơi mà ai cũng có thể là hòa nhập vào được, bởi vì nó còn rất là nhiều những cái yếu tố khác, như là con cái của chúng ta phải học hành và phát triển nữa. Vậy thì không biết là anh nhận định như thế nào về cái vấn đề là ở xu hướng cái dịch chuyển sống xanh này ạ? Gần đây thì Việt Nam có xuất hiện một cái phong trào là ta gọi là tắt là bỏ phố về quê hay bỏ phố về rừng. Và ngay cả không chỉ là những người sắp đến tuổi về hưu như tôi, mà ngay cả thanh niên cũng có nghĩ rằng
là chúng ta có thể từ bỏ cuộc sống đô thị để về thôn quê, hoặc là kinh doanh homestay, hoặc là kinh doanh nông nghiệp hay bất cứ gì đó. Thì cái xu hướng này thật ra nó bắt nguồn từ phong trào của các nước Âu Mỹ. Một bộ phận là người làm việc, người ta có thể là theo nhà văn, có thể là những người sáng tác. Những người đó người ta không bắt buộc phải ở trong đô thị và người ta có thể làm việc ở nơi xa. Và từ đó người ta tạo ra những cái cách sống mà ta gọi là bỏ phố về quê. Nhưng mà nhìn chung thì chúng ta thấy là ngay cả các nước Âu Mỹ thì cái phong trào vẫn đang là phong trào đô thị. Tức là những thanh niên ở các vùng nông quê họ vẫn muốn về những cái thành phố lớn để họ làm việc và sinh sống. Và rất nhiều cái nước phát triển họ có những cái chính sách rất tốt cho cái người ở đô thị để về quê, để sống ở trong môi trường nông nghiệp, như là Nhật Bản vẫn khó thu hút, như Đức cũng vậy. Thì nói tóm lại thì cuộc sống đô thị hiện đại thì xu hướng chung vẫn là thích sống và làm việc ở những đô thị lớn. Nó có nhiều cái đáp ứng chúng ta, từ cái cuộc sống tiện ích, môi trường phát triển cho đến là tất cả những con cái. Nhưng mà cái cuộc sống ở đô thị thì chúng ta thấy là nó không phải lúc nào cũng có được cái môi trường sống tốt, và thậm chí là chúng ta phải chấp nhận ở những nơi chật hẹp. Thì đó là cách mà trước đây, nhưng bây giờ dần dần thì người ta cảm thấy rằng có thể cải thiện được cuộc sống đó. Và cải thiện đó là trong những cái chất lượng sống của căn nhà, và cao hơn nữa là các nhà phát triển bất động sản họ thấy rằng hoàn toàn có thể phát triển những cái cuộc sống xanh trong thành phố với những kiến trúc vững xây dựng và những công nghệ để mà đem được cái chất lượng cuộc sống thiên nhiên ở chính trong những đô thị lớn. Thì cái làn sóng này tôi cho là bền vững hơn, bởi vì nó gắn với xu thế chung là đa số con người vẫn thích sống và làm việc ở đô thị, và người ta lại sống như chị Thùy Dung nói là thích sống ở môi trường mà mình ở thiên nhiên. Thì cái xu thế này nó chính là xu thế chúng ta sắp tới, chúng tôi cho rằng nó sẽ tiếp tục phát triển. Và không biết là ở trên thế giới thì cái xu hướng dịch chuyển sống xanh nó diễn ra như thế nào? Như rất muốn là cái câu hỏi này cho chị Dung, một người em hiểu về cái câu chuyện của những cái môi trường bất động sản quốc tế hơn ạ. Chị có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết. Chị Như nhắc tới một cái khái niệm rất là thú vị, đó là bỏ phố về rừng. Thực ra cái khái niệm này hay là cái mô hình này thì nó đã hình thành và nó diễn ra ở các nước trên thế giới nó cũng đã rất là lâu rồi. Việt Nam thì gần đây chúng ta thấy cái mô hình này đúng không ạ? Nhưng mà trên thế giới nó đã rất là lâu rồi. Nó cũng xuất phát từ cái việc là cư dân đô thị thì họ rất là muốn hòa mình với thiên nhiên, và họ cũng phải đi xa thì họ mới có thể có được khả năng để hòa mình vào cái thiên nhiên như vậy. Thế nhưng mà cùng với cái sự phát triển đô thị á, thì tại các cái nước phát triển, khi mà cái quy hoạch đô thị nó ngày càng trở nên bài bản, thì người ta, các cái nhà phát triển dự án họ nghĩ rằng là vì sao mà họ phải, cư dân phải bỏ phố về rừng, vì sao mà chúng ta không mang rừng về phố và tạo ra những cái khu đô thị mà gọi là đô thị xanh, hoặc là những khu dân cư thực sự là xanh ở gần thành phố để tạo điều kiện cho cư dân. Thì cũng như chúng ta đều thấy rằng là có rất là nhiều bất cập trong cái việc là bạn phải đi rất là xa để bạn ở, đúng không? Chúng ta vẫn phải đi làm, con cái chúng ta vẫn phải đi học, và chúng ta có rất là nhiều những cái nhu cầu, nhu cầu mua sắm hay nhu cầu giải trí, và chúng ta vẫn cần là gắn với thành phố. Chính vì vậy là tại những cái nước đã phát triển ở trên thế giới, ví dụ như là tại Úc hay là tại Paris hay là tại London chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là họ đã bắt đầu hình thành những cái khu dân cư, những cái khu đô thị xanh mà ở gần thành phố, không nhất thiết là phải quá xa, để tạo điều kiện cho cư dân. Thì vào năm 2016 có một cái khái niệm, có cái mô hình cũng khá là thú vị mà đã bắt đầu tại Paris, đó là chúng ta gọi là thành phố 15 phút. Vì sao là thành phố 15 phút? Có nghĩa là tất cả các cái tiện nghi, tiện ích phục vụ cho cái việc sinh sống, cho cái việc sinh hoạt, làm việc hay là giải trí của cư dân trong thành phố đó đều chỉ gói gọn trong 15 phút di chuyển của xe hơi. Và nó sẽ tạo điều kiện cho cư dân làm sao mà có thể giảm thiểu cái việc di chuyển đi quá xa trong cái việc làm việc, và cũng qua đó thì giúp cho cái cuộc sống của họ được có chất lượng tốt hơn. Và cái mô hình đó đã được rất là hoan nghênh ở các cái thành phố lớn. Gần đây thì tại Seoul, Hàn Quốc, họ đã nâng cái mô hình đấy lên một cái cấp độ cao hơn, đó là thành phố 10 phút. Có nghĩa là trong một cái cuộc sống rất là tất bật và cái nhu cầu mà giảm cái thời gian di chuyển nó càng ngày cao ấy, thì cái thành phố 10 phút nó lại càng khiến cho cư dân có nhiều thời gian cho bản thân hơn, họ di chuyển ít hơn và họ có được tất cả
các cái tiện nghi tiện ích trong vòng 10 phút di chuyển. Thì với những cái mô hình như thế, chúng ta thấy rằng là trên thế giới cái mục đích chung của các cái nhà phát triển, của các cái nhà quy hoạch là làm sao để cho cư dân có được một cái cuộc sống thư thái, thư giãn nhất. Tại những cái thành phố mà họ không có quá nhiều quỹ đất để có thể phát triển những cái khu đô thị hay là những cái thành phố mà như chúng ta vừa nói á, thì họ lại có những cái cách giải quyết riêng của họ. Ví dụ như tại Singapore, chúng ta thấy rằng là Singapore là nơi mà có thể nói là đất chật người đông, quỹ đất thì rất là hạn chế, nhưng mà họ vẫn có những cái mô hình mà họ phát triển các cái dự án rất là xanh. Và những cái dự án đó là dự án mà chúng tôi gọi là họ dùng các cái bức tường xanh, thay vì là những cái bức tường bằng bê tông thì họ phủ cái bê tông đó bằng những cái cây xanh, và nó tạo cảm giác cho những cái người dân, những cái cư dân sinh sống trong đó thực sự được hòa mình vào thiên nhiên. Mặc dù cái quỹ đất không phải là quá lớn, ví dụ như dự án Park Royal ở Singapore, hay dự án là One Central Park ở Sydney, hay thậm chí là tại những cái thành phố không phải là quá phát triển như ở Sri Lanka, thì họ cũng có những cái dự án rất là xanh theo cái mô hình như vậy. Thế quay trở lại câu chuyện của Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng tại những đô thị lớn như là Hà Nội và Hồ Chí Minh thì cái nhu cầu của người dân cùng với cái mức sống ngày càng cao thì nhu cầu của họ đương nhiên là cũng ngày càng cao. Và khi chúng ta nhìn vào cái mật độ cây xanh tại những thành phố lớn như Hồ Chí Minh chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là cái thực tế nó quá thấp so với cái mức trung bình trên thế giới. Mật độ cây xanh tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là chỉ đạt khoảng 2 mét vuông trên một đầu người. Nó rất là thấp, so với thấp hơn chỉ bằng 10% so với cái mức chung ở trên khu vực và trên thế giới. Và so với cái quy định tối thiểu của một cái khu đô thị á, thì cái yêu cầu về mảng xanh trên đầu người phải là 10 mét vuông. Thì chúng ta thấy rằng là với một cái thực tế như thế thì cái nhu cầu mà phủ xanh đối với các cái đô thị như Hồ Chí Minh nó là rất cao, và người dân có quyền đòi hỏi những cái khu dân cư và khu đô thị như vậy tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi tin chắc rằng là cái nhu cầu như vậy nó sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Xin cảm ơn chị Dung rất là nhiều. Và theo như những gì mà anh vừa chia sẻ, đó là có một cái xu hướng chuyển dịch sống xanh và mọi người đang lựa chọn là hướng về những cái thành phố vệ tinh. Vậy thì anh có thể nói thêm một chút về lý do tại sao lại có một cái sự dịch chuyển và xu hướng này ạ? Ở đây chúng ta nói rõ rằng tất cả những thành phố lớn đều cái không gian sinh sống chính của những người khá giả nó nằm ở trong cái thành phố vệ tinh, bán kính trong vòng 30 km trở lại, tùy theo cái gọi là những quốc gia, tùy theo cái môi trường hạ tầng. Tuy nhiên thì Việt Nam ta trong nhiều năm nay chúng ta nghĩ là ở vệ tinh đó là những nơi thành phố ngoại ô, những cái nơi mà cuộc sống mức sống thấp của những người mà gần như tiệm cận với nông nghiệp, bởi vì cái nước chúng ta trong trước đây vẫn là cái nước mà phát triển từ nông nghiệp đi lên lên làng, vẫn còn cái tư thế đó. Và chúng ta quan sát ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội thì trong vòng hơn 10 năm nay thì phát triển về hạ tầng rất tốt và phát triển về những cách sống tiện ích, và đặc biệt là những cái nơi mà chúng ta vừa nói là đô thị vệ tinh đó, nó hình thành lên những cái trung tâm thương mại dịch vụ mà tạo lên một cái cuộc sống mà có thể là đầy đủ đó. Giống như chị Dung nói là có thể là chúng ta chỉ cần ở trong đó chừng 10 phút, 15 phút là chúng ta đã có cuộc sống như vậy. Thì đây là cái mà thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch rất mạnh, và Việt Nam cũng là chuyển dịch mạnh. Nhưng đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh hình thành những khu thành phố vệ tinh mà không chỉ dành cho những người lao động mà chính là dành cho những người trung lưu, thậm chí là giàu, người ta sẽ chọn lựa. Và Quỳnh Như cũng được biết là Mr. Gibran thì đến từ Dubai cũng rất là am hiểu về bất động sản xanh quốc tế, thì ông có thể là chia sẻ cái câu chuyện tương tự này cho khán giả được biết rõ hơn. Sure. Dubai is a fun place because everything is created new. So Dubai is like an empty box. It's the desert. So people are gravitated towards certain things like greenery. Greenery completes a community. Imagine coming home to an area where there is no greenery. You feel this is not complete. You don't feel that it's fully done. But when you come and you enter, there's a curb appeal that happens. You're entering into an oasis. If you're entering into an oasis and you're residing there as a resident, you don't have to go to a park to get peace of mind. You don't have to take your children to, or your parents walking your kids through the park. You can do this at the luxury of your own residence. So the greener aspect in Dubai was the natural pull to what made certain communities upgraded versus the rest of the market. Because the greenery landscaped area is not a profit center for the developer.
This is an offering to the residents to create a lifestyle, for the residents to create a place that they are happy to call home, that gives them peace, tranquility, allowing well-being and life balance. So that's what gravitated a lot of people to greenery communities in Dubai and proper global landscaping. Thank you. Welcome. Và theo như chia sẻ của chị Dung cũng như là Peter Giffen thì tôi được thấy là Việt Nam không nằm ngoài cái xu hướng bất động sản xanh thế giới bắt nhịp rất là nhanh. Tuy nhiên là như thắc mắc là không rõ đâu sẽ là những cái tọa độ, những cái quận, cái thành phố nào sẽ là đón đầu xu hướng này sớm nhất và mạnh mẽ nhất, thì rất là mong anh Hiển có thể chia sẻ về cái quan điểm cá nhân của anh ạ. Nếu mà nói về đô thị xanh thì chúng ta phải nói tới đô thị xanh nó gắn với những đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, thì chúng ta cũng nhìn thấy là ngoài cái nội thành thì nó không thể, rất khó phát triển đô thị xanh theo đúng cái chuẩn, nó chỉ cải tạo được thôi. Vì cái mật độ của nội thành thành phố Hồ Chí Minh đó, nó lên tới trung bình nó tới trên 25.000 dân trên một km vuông, và những cái quận trung tâm nó tới là 60.000 km dân trên một km vuông. Như vậy chỉ còn ở những cái vùng gọi là những cái quận cận nội thành thì chúng ta sẽ có, trước đây chúng ta có một khu Phú Mỹ Hưng làm lên một cái quận 7, là chú ý một giai đoạn. Tuy nhiên thì nếu mà xét trên cái vị thế địa lý của thành phố Hồ Chí Minh thì rõ ràng tôi cho rằng cái thành phố Thủ Đức nó sẽ là một cái trái tim đô thị xanh, mà sắp tới nó thật sự là một cái đô thị xanh nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh, mà không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tin rằng nếu có quy hoạch tốt và thực hiện tốt, nó sẽ là nổi bật của cả khu vực Đông Nam Á. Bởi vì cái địa chí của nó, thứ nhất là về mật độ, bây giờ là rất lý tưởng cho chúng ta phát triển. Dân số bây giờ chỉ khoảng chừng 4.700 trên một cái vuông. Có đầy đủ tất cả những cái yếu tố mà nó là một cái đô thành phố trong thành phố. Nó trung tâm, nó có những trung tâm công nghệ cao, có những cái trường học quy mô lớn và rất lớn. Và sắp tới sẽ có những bệnh viện cao cấp như là bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đặt ở đó, và những trung tâm thương mại. Đó là tôi nói về yếu tố của thành phố. Thứ hai, cũng chúng ta cũng sẽ bất ngờ là mặc dù thành phố Thủ Đức nó có vẻ như là một thành phố còn thưa dân và còn có thiên nhiên, nhưng nó lại là thành phố, là một cái thành phố đứng thứ ba về GDP cả nước, sau thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, hơn cả các tỉnh khác, kể cả các tỉnh lớn của Việt Nam. Để chúng ta thấy rằng cái thành phố Thủ Đức là cái mức sống và cái sức sống GDP của nó, và cái mật độ dân số thì thưa và không gian xanh. Và cái vị trí của nó như vậy, chúng ta cũng thấy là giáp với khu thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương sôi động, chúng ta giáp với một cái thành phố tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa, chúng ta giáp với một cái là thành phố Nhân Trạch và Long Thành. Những vị trí trung tâm đó thì rõ ràng là thành phố Thủ Đức nó xứng đáng để phát triển thành một thành phố xanh như chúng ta đang nói tới, một thành phố xanh mà nó có giá trị gia tăng rất cao và mức sống rất cao. Cảm ơn anh ạ. Theo như anh Hiển thì là thành phố Thủ Đức, thì không biết là chị Dung sẽ có cái lựa chọn như thế nào ạ? Anh Hiển đã nói quá nhiều về các ưu điểm của khu đông thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể ở đây là thành phố Thủ Đức. Thì ra chúng ta cũng thấy rằng là kể cả đối với những người mà họ không quá thân thuộc đối với thành phố, không quá rõ về cái bản đồ thành phố, chúng ta cũng thấy rất là rõ rằng là với rất là nhiều những ưu điểm về sự kết nối với trung tâm thành phố, về cơ sở hạ tầng, về những cái tiện nghi tiện ích trong tương lai, thì rõ ràng là thành phố Thủ Đức là cái điểm đến có thể nói là đầu tiên với tất cả những cái người mà họ đang đi tìm những cái địa điểm gọi là những cái cho khu nhà mới của họ, cho nơi sinh sống mới của họ, cho nơi làm việc mới của họ. Thì đối với những cái khu vực như thế thì chúng tôi thấy rằng là đương nhiên sẽ là cái điểm đến đầu tiên. Ở đây thì chúng tôi cũng là chia sẻ một cái kinh nghiệm cá nhân thôi, là tôi có một cái người bạn, thì chị bạn đấy trước đây chị ở Hà Nội, thì bây giờ chị vào trong thành phố Hồ Chí Minh và chị nhận được một cái công việc ở đại học FPT. Và cái đại học này thì nó nằm ở thành phố Thủ Đức, thì lúc tới thì chị cũng rất là lo lắng, là chị cũng bảo là Thủ Đức thì với những người mà họ không quá dành về địa lý của thành phố Hồ Chí Minh á, thì họ thấy rằng là Thủ Đức có thể là một cái nơi rất là xa, và họ không biết rằng là ở ngay chỗ đó thì họ có thể có những cái lựa chọn về nơi sinh sống để đảm bảo là họ
di chuyển tới cái nơi mà họ sẽ làm việc có gần hay không, có gọi là có những cái chỗ để cho con cái họ học hay không. Thế nhưng mà khi chị tới đây thì chị nhận thấy rằng là một cái khu vực mà quá thuận tiện, ngay cả tại thời điểm hiện tại khi mà chưa có quá nhiều những cái tiện nghi tiện ích hỗ trợ thì chị cũng đã thấy rằng là đây là một cái nơi rất là tiềm năng để chị có thể gọi là, chúng tôi gọi là settle down, có nghĩa là định cư tại một cái nơi ở mới. Và chị quyết định là chị sẽ mua một cái căn hộ tại cái khu vực thành phố Thủ Đức này. Và rõ ràng chúng ta nhận thấy rằng là khi chúng ta nhìn vào một cái tương lai gần và tương lai chung thì chúng ta thấy rằng là khu vực thành phố Thủ Đức là nơi tập trung rất là nhiều các cái trường đại học. Chúng ta đã có Đại học Quốc gia, chúng ta có Đại học FPT, chúng ta có Đại học Fulbright, các cái trường liên cấp vân vân, thì rõ ràng đây là một cái khu mà nó có rất là đầy đủ những cái sẵn có dành cho những cư dân hiện hữu và cư dân tương lai. Chưa kể chúng ta đều nhắc tới là cơ sở hạ tầng tuyến metro số 1, tuyến metro đầu tiên là sẽ kết nối thành phố, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu với thành phố Thủ Đức, và rõ ràng với một cái khoảng cách là tối đa là 20 phút thôi, còn gần hơn nữa có thể là 10-15 phút là đã có thể đặt chân tới thành phố Thủ Đức rồi. Thì chúng ta không có một cái nghi ngờ gì nữa rằng đây chắc chắn là cái điểm đến dành cho các cư dân trong tương lai. Khi mà Quỳnh Như hỏi về những cái quận, thành phố hay là những cái tọa độ nào thu hút với cái sự dịch chuyển sống xanh đó, thì chị Dung và cả anh Hiển đều lựa chọn thành phố Thủ Đức, thì không biết là ý kiến của anh như thế nào ạ? Well, from a global perspective, when you look at the combination of, let's say you take districts and you combine them together, these are done for the greater good of the city. What are they doing? They're expanding the city boundaries. When you're expanding the city boundaries, it is showing the commitment to the evolution of that city that you are in. Now, not only just for infrastructure and public transportation, which are key elements in connectivity, but what you now have done is you've redefined the city boundaries. So this is a clear indication that the Ho Chi Minh City is developing at a rate where there is a void of places for people to live, work, and play. And the current state of Ho Chi Minh City needs these kind of projects that are coming in to expand the infrastructure, ease the connectivity, reduce traffic, making lifestyle for people a little bit easier. And these are all initiatives that globally, when you see city boundaries expanding, they're done to create a better life for the people living in that city. Khi mà chúng ta nói về những cái thành phố xanh thì như cũng nhớ ngay đến một cái dự án là Lumia Riverside được nhận xét là lá phổi xanh của quận 2. Thì ông có thể nói qua một chút về cái dự án này không ạ? Sure, Lumia Riverside is something that was a phenomenon that was received by the market gratefully. The market was looking for something that was different. So if we talk about the concept where you are creating a place of tranquility within the city is one of the most important things. The term concrete jungle comes to mind when you think about going into the center of any city or cosmopolitan areas in any city. So concrete jungle means you are in the midst of all concrete. But what happened to Mother Nature? Where is the beauty? So when you create this type of location, not only is it a destination for the whole city, but it becomes an iconic landmark because you get to see all of these vertical green walls, all of these new principles that reignite nature and bring nature to the forefront of your everyday life, which is something that we all miss. We have to go to provinces to see greenery. Why not have it every day? Và thực sự là Quỳnh Như rất là hiếu kỳ khi mà chúng ta nói là Lumia Boulevard sẽ khiến người mua không phải hy sinh gì cả. Và xin ông chia sẻ sâu hơn về cái dự án bất động sản xanh này. So first, if you're talking Lumia Boulevard, let's talk about 4 hectares worth of greenery. 24 vertical green gardens boasting 125 million liters of clean, pure oxygen to breathe. Now, that's not just to appeal to your eyes. It's not just because it's visually, aesthetically pleasing. We're talking about the benefits of health benefits, clean air. The first thing we do when we go to the province, you feel it and you can feel the difference. So what this has done is this has brought design, technology, Mother Nature to the forefront of development. And it gives you a wellness and a health benefit. Lumiere Boulevard is the largest multi-dimensional green sanctuary in Ho Chi Minh City. Lumiere Boulevard
has three dimensions when it comes to the design concept. It starts with your vertical green walls, boasting 24 vertical green walls, then your landscaped communal areas, 4 hectares of landscaped communal areas. Not only that, the total package of a green, eco-friendly living community for wellness, well-being, community feeling, creating the ambiance and connection to Mother Nature that we all wish, want, and desire. Whether it's investor or end user, eco-friendly living is the wave of the future. We are talking about living in a sanctuary, living inside of a park, living inside of nature, restoring all of the elements for your lifestyle, for whether it's well-being, whether it's leisure, whether it's play, whether it's work, it's a complete balance. It's the best choice for any investor who's looking to capitalize on profits from now until the future. Because eco-friendly is a global trend, and eco-friendly living is a void that everybody desires when looking for a residence inside of the city. Yeah, thank you. Most welcome. Và cũng như được biết là chị Thùy Dung thì mình cũng có con nhỏ ở nhà đúng không ạ? Với cương vị là một người mẹ và là một người phụ nữ trong gia đình về cái vấn đề an cư, thì chị nghĩ như thế nào khi chúng ta đang nói về một cái môi trường sống lý tưởng như vậy ạ? Với một cái người mà thực sự là thích hòa mình với thiên nhiên như tôi á, thì bản thân tôi cũng chưa nói đến việc các con nhỏ, thì chúng tôi cũng đã rất là muốn rằng là cái khu dân cư mà chúng tôi sinh sống á, là nếu mà càng có nhiều mảng xanh thì càng tốt. Khi mà chúng tôi có con thì chúng tôi lại đặc biệt quan tâm đến những cái vấn đề này. Cái mảng xanh nó chỉ là một phần trong rất là nhiều những cái yếu tố mà khi chúng tôi nghĩ tới những cái khu dân cư, mảng xanh này cộng những cái tiện nghi tiện ích tích hợp trong cái khu đô thị, làm sao mà khi con chúng tôi ngoài cái việc mà đi học ở trường ra, khi trở về nhà thì các con có thể có những cái khu vui chơi giải trí, có những cái sân chơi mà các con không nhất thiết là phải đi ra ngoài, mà có thể gọi là all in one, có nghĩa là tất cả đều tập hợp trong một cái khu như vậy. Tôi thì có 2 con, một con thì 16 tuổi, một bé em thì 16 tuổi rồi, có nghĩa là cái tuổi teen rồi, nhưng một em thì mới có 1 tuổi thôi. Và với 2 cái lứa tuổi rất khác biệt như vậy thì thực sự là cũng không dễ để tìm những cái khu dân cư mà có thể đảm bảo gọi là thỏa mãn được cái 2 lứa tuổi nó khác nhau như vậy, 2 thế hệ khác nhau như vậy. Thành ra là nếu như mà bản thân tôi khi nhìn vào những cái khu dân cư hay những cái khu đô thị á, thì chúng tôi nghĩ rằng là những nơi nào mà tích hợp được càng nhiều tiện nghi tiện ích mà phục vụ cho các lứa tuổi, các thế hệ, từ thế hệ ông bà, thế hệ cha mẹ, thế hệ các cái bé tuổi teen hay thế hệ các cái bé nhi đồng, thì những cái nơi nào mà gọi là tích hợp được càng nhiều tiện nghi tiện ích như thế thì đương nhiên là chúng tôi sẽ rất là hoan nghênh. Và bản thân tôi bây giờ thì đang sống ở bên khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây thì khu vực này thực sự là một khu vực rất là lý tưởng, và tôi cũng phải đi làm khá xa, mỗi ngày cũng phải đi từ 45 phút cho đến 1 tiếng, nhưng mà chúng tôi cũng sẵn sàng hy sinh bởi vì những cái khu vực đó thì con chúng tôi có được những cái môi trường sống trong lành. Nhưng mà chắc chắn là cái thành phố Thủ Đức nó sẽ là một cái điểm đến trong tương lai của chúng tôi, khi mà tới đây cái việc kết nối với thành phố Thủ Đức nó đang hiện tại nó đang rất là gần rồi. Và có một cái yếu tố gọi là yếu tố khách quan trên thị trường mà chúng ta đều thấy, đó là cái giá đất nó đang càng ngày càng tăng. Và với những cái thành phố như là thành phố Thủ Đức, nó là gọi là trọng tâm phát triển của thành phố, và chúng ta đều nhìn thấy cái triển vọng phát triển rất lớn của cái khu vực thành phố Thủ Đức ạ, thì cái quỹ đất nó, cái giá đất của cái thành phố Thủ Đức nó đang càng ngày càng tăng lên. Và chúng tôi nghĩ rằng là nếu như chúng ta là những cái nhà gọi là những cái người mua thông minh, thì chắc chắn là bản thân tôi cũng sẽ phải cân nhắc là tiến sớm tới những cái thành phố như thế này. Không có thể đợi một thời gian nữa thì có thể là chúng tôi cũng không còn đủ sức để mà sở hữu những cái sản phẩm tại những cái khu vực mà có một cái triển vọng phát triển như vậy trong tương lai. Vâng ạ. Và chúng ta nói về cái góc nhìn của đầu tư, thì anh Hiển nhận định như thế nào về cái tính khả thi và cũng như là cái mức độ tiềm năng của dự án này ạ? Ở đây chúng ta cũng thấy rằng khi nói về đầu tư thì có 3 cái nhóm người. Nhóm người thứ nhất là đầu tư cho cuộc sống mình ở,
tức là một cái nhà ở cho thỏa mãn cho mình, và ít nó giá trị của nó sẽ tương xứng với số tiền bỏ ra và nó được giữ giá trị và thậm chí là sẽ tăng. Người ta chọn lựa cái đó. Thì như vậy một cái môi trường như Thủ Đức và môi trường như cái dự án này là sẽ có một số người ta chọn lựa, không phải vì sinh lời mà chọn lựa vì cái yếu tố mà sinh sống mà người ta thấy là phù hợp. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là rõ ràng là đi tìm những cái bất động sản để có giá trị gia tăng trong tương lai một cách vững chắc bởi những giá trị mà so sánh. Thì như tôi đã nói rằng thành phố Thủ Đức nói chung là một cái nơi tiếp tục tăng giá, bởi vì nó có vị trí đặc biệt sau cái khu vực trung tâm nội thành thôi. Nó hầu như sau này chúng ta sẽ có những cái nơi khác phát triển rất tốt, thí dụ như thành phố Nhân Trạch, thí dụ như sân bay Long Thành, thí dụ như là hàng loạt 3-4 cái thành phố của Bình Dương. Nhưng tôi nói rằng không có thành phố nào có một cái vị trí mà có thể phát triển như Thủ Đức. Về tôi nói mới nói về vị trí thôi. Còn thành phố Thủ Đức thừa hưởng được những cái nền tảng giá trị của Sài Gòn xưa và thành phố Hồ Chí Minh này, đó chính là nó đã là trung tâm về đại học ngày xưa rồi, đó là làng đại học ngày xưa, và tiếp tục sau này là một cái khu công nghệ cao mà chúng ta đã thấy, và tiếp tục những cái khu đô thị đã được phát triển cũng rất là tốt, và cộng thêm những hạ tầng mà chúng ta thấy là đang có và sẽ có. Đó là tôi nói về cái người mà chọn lựa một cái đầu tư mà cái sự cạnh tranh nó không sợ trong tương lai. Và cái thứ ba là những nhóm người mà mua để phát triển cho thuê. Thì tôi tin rằng với những cái thông tin mà bên dự án đã cung cấp và với cái đánh giá của tôi về kinh nghiệm của tôi, thì tôi cho rằng sẽ có rất nhiều người nước ngoài sẽ chọn lựa nơi đây sống và làm việc. Và như vậy, những người nào mua để cho thuê vững bền thì rõ ràng khu này cũng không thua kém gì Thảo Điền cho cái việc mua để đầu tư cho thuê dài hạn. Thành ra là những cái nhóm đầu tư mà chọn được dáng này tôi cho là phong phú, và họ đều có những cái chọn lựa cho là hợp lý. Như vậy, như chúng ta đã thấy là cái việc của cái thành phố Thủ Đức nói chung và cái dự án này là thỏa được tới ba cái nhóm người nhà đầu tư. Thứ nhất là người mua chọn để ở không gian sống. Thứ hai là cái người mua để chờ tăng giá trị. Và thứ ba là cái người mua để cho thuê, đặc biệt là nhắm tới yếu tố của những người nước ngoài tới đây làm việc sinh sống để cho thuê có giá. Thì tất cả những sự chọn lựa này nó đều có những điểm chung mà chúng ta đã biết về cái vị trí của thành phố Thủ Đức. Nhưng mà focus vô cái dự án này, chúng ta thấy rõ ràng là đúng xứng đáng là một dự án xanh, bởi vì cái mật độ xây dựng nó chỉ có 28% so với tổng thể. Đây là mức thấp nhất mà tôi được biết chung quanh các dự án mà tôi đã tham khảo ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, chúng ta cũng thấy như chị Thị Dung đã chia sẻ, tất cả những hội tụ ở đây hiện tại chúng ta đã thấy những cái không gian sinh sống từ cái trung tâm thương mại, dịch vụ, bệnh viện, trường học, vân vân. Và sắp tới thì tất cả các dự án này tiếp tục được phát triển ở hạ tầng, ở metro và tất cả những trung tâm thương mại hiện đại nó tiếp tục mọc lên. Thì tất cả những cái sự đó là cho chúng ta thấy thành phố Thủ Đức nói chung và cái dự án này xứng đáng để được chọn lựa để mà đầu tư, dù là ở hay để chờ tăng giá hay để cho thuê, thì chắc chắn sự lựa chọn này là tôi cho rằng có hiệu quả. Vâng ạ, thưa quý vị, qua những gì mà chúng ta được lắng nghe xuyên suốt cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì quả thực Lumiere Boulevard chính là mô hình lý tưởng giúp mọi người có thể là dễ dàng mình cùng hình dung ra một phong cách sống xanh đúng nghĩa mà không phải hy sinh bất cứ một cái điều gì cả, không phải bỏ phố về quê nè, chúng ta cũng không phải là hy sinh sự nghiệp của mình, mà nhờ đó mọi người sẽ dễ dàng hoạch định được cái cuộc sống trong tương lai của mình khi đưa ra một quyết định là phải di chuyển như thế nào. Và qua những chia sẻ cũng như là phân tích từ những chuyên gia và những vị khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, thì hy vọng là một cái quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ như thế này, cái vấn đề sống xanh, quý vị có thể là đưa ra những cái quyết định thật sự là tuyệt vời dành riêng cho bản thân, cho gia đình của mình quý vị nhé. Và hy vọng một lần nữa là những cái thông tin mà buổi tọa đàm ngày hôm nay mang đến có thể giúp cho mọi người đem về một cái bức tranh nó đa chiều, nhiều màu sắc hơn nữa. Quỳnh Như rất cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian đồng hành cùng với buổi tọa đàm Làn sóng chuyển dịch sống xanh giữa lòng đô thị ngày hôm nay, và một lần nữa cảm ơn tất cả những vị khách mời đặc biệt của chúng tôi đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay ạ.